Rồi hôm nay ta vào tiết 6 luyện tập và thầy sẽ ôn lại một số kiến thức cũ. Thứ nhất là em nào có thể phát biểu thầy cái định luật truyền thẳng ánh sáng. Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. Em nào xung phong trả lời thầy câu hỏi này, thầy mời bạn Tuyết Mai. Tuyết Mai trả lời đi. Dạ thưa thầy, là định luật truyền thẳng ánh sáng là mắt ta nhận được biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Đâu phải. Bạn Đăng Khôi bổ sung. Em nhấn lên như vậy sao thời gian mà học kịp mà em. Em quên bật mic thầy ơi. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Rồi. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Thì nội dung đây chính là định luật truyền thẳng ánh sáng nha. Rồi em nào có thể phát biểu thầy định luật phản xạ ánh sáng? Em nào xung phong phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng, thầy mời bạn Hải Yến. Dạ thưa thầy, định luật phản xạ ánh sáng là tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường phát tuyến của gương tại điểm tới, góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Rồi chính xác, tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng giữa tia tới và đường phát tuyến tại điểm tới. Và ý thứ hai là góc phản xạ bằng góc tới. Khi nào mà người ta kêu áp dụng định luật phản xạ ánh sáng để làm bài tập thì em phải áp dụng cái góc phản xạ bằng góc tới này, nhớ nghe. Khi nào áp dụng định luật phản xạ ánh sáng thì chính áp dụng cái công thức là áp dụng cái nội dung là góc phản xạ bằng góc tới để các em vẽ tia tới tia phản xạ. Rồi ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì? Thì ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh không hứng được trên màn chắn, nên người ta gọi là ảnh ảo. Và ảnh ảo lớn bằng vật, khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương bằng khoảng cách từ gương đến ảnh điểm đó. Hoặc nếu không có điểm mà vật á, thì khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ gương đến ảnh vật, thấy chưa? Khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh của vật đó. Rồi giờ các em lấy nháp ra, các em làm cho thầy bài tập số 2, số 1. Một bạn đọc cho thầy cái đề và tất cả lấy nháp ra làm. Thầy mời bạn Việt Cường đọc đề cho cả lớp lắng nghe. Vẽ hai tia tới từ điểm sáng S và hai tia phản xạ tương ứng từ hai điểm Y Z theo hai cách. Rồi em vẽ đi. Vẽ hai tia tới từ điểm sáng S và hai tia phản xạ tương ứng từ hai điểm tới Y và Z theo hai cách. Thì em vẽ cách 1 và cách 2. Rồi kem lấy nháp, kem thử vẽ xem. Nếu kem không vẽ được hai cách thì ít nhất là kem phải vẽ được một cách, đúng chưa? Rồi ta làm đi. Vẽ hai tia tới từ điểm. Thầy thấy là nhiều em còn chưa mở camera nghe. Kem mở camera lên hết đi. Em nào mà không mở camera là thầy gọi làm bài đó. Mở camera lên. Cái của em không có cam, em không bật được nhé thầy. Em nào?
Em Trần Tiến Đạt ạ. Trần Tiến Đạt không? Rồi Trần Tiến Đạt hư camera. Em nào cũng mở là thầy gọi làm bài đó. Hôm nay lớp có đủ cái cục vắng nào bạn nào không lập trưởng? Dạ thầy, là bạn Thanh Hương lúc nãy xin em là mấy bạn đó hết pin. Rồi thì một người vắng thì đây thôi, nhưng mà còn bạn nào vắng nữa không? Dạ không. Rồi vậy làm bài tập đi. Ta nhớ sạc pin cho đây để khi học không hết pin. Từ đêm hôm qua là ta sạc pin cho đây đi. Vậy ta nhìn đây thầy phải kết 1 này. Kết 1 là thầy dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Thì từ S ta vẽ tia tới SI. Thấy tia tới SI chưa? Đấy, đấy. Ta vẽ S tia sáng từ điểm sáng S mà đến điểm tới là I. Vậy ta vẽ tia sáng tia tới. Ta vẽ được tới tia tới SI. Chưa làm thế nào ta vẽ được tia phản xạ mà em? Muốn vẽ tia phản xạ thì ta phải làm được cái gì nữa? Làm cái gì trước? Vẽ cái gì trước? Thầy mời An Huy. Dạ thưa thầy, là vẽ đường pháp tuyến chứ. Đúng rồi, ta có tia tới rồi. Ta muốn vẽ tia phản xạ thì ta phải vẽ được đường pháp tuyến. Vậy có đường pháp tuyến. Và đây chính là góc tới này. Góc tới đây. Có góc tới. Góc tới là tạo bởi tia tới đường pháp tuyến thì ta dễ dàng vẽ được tia phản xạ. Đó. Tương tự bên này, ta vẽ tia tới S G. À, vì G là điểm tới. G là điểm tới. Vậy ta vẽ tia tới S I. Tương tự muốn vẽ tia phản xạ thì ta cũng phải vẽ được đường pháp tuyến. Vẽ đường pháp tuyến chưa? Đây. Vậy đường pháp tuyến. Có đường pháp tuyến rồi ta dễ dàng vẽ được tia phản xạ chưa? Cách 2. Cách 2 thì không dựa vào định luật phản xạ ánh sáng nữa, mà cách 2 là dựa vào tính chất của ánh tạo bởi gương phẳng. Là khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ánh. Vậy ta có điểm sáng S rồi, ta có vẽ được ảnh S phẩy không? Bằng cách là khoảng cách từ vật này đến gương này sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh này. Đó. Khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh S phẩy. Vậy thì ta dễ dàng vẽ được ảnh S phẩy. Dễ dàng vẽ được ảnh S phẩy. Và nội dung các em học rồi. À, nếu như tiết tới tia tới đến gương, tia tới đến gương này, à, ta học ở bài vừa rồi á, bài tuần năm vừa rồi á, là tia tới đến gương thì tia phản xạ kéo dài sẽ đi qua ảnh, à, tia tới đến gương này, điểm tới y này, thì ta có cái đường kéo dài tia phản xạ đi qua ảnh. Vậy ta chỉ cần nối S phẩy với I thì có tia phản xạ. Tương tự, đó là
tia tới thứ hai đến điểm tới đến gương thì ta có tia phản xạ kéo dài. Tia phản xạ kéo dài đi qua ảnh S phẩy. Vậy ta chỉ cần nối S phẩy với Z kéo dài thì được tia phản xạ thứ hai. Rồi, đó thầy trên bài các em hai cách. Cách 1 là dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Cách 2 là dựa vào tính chất ánh tạo bởi gương phản. Rồi, ta chữa vô đi. Nhớ ký hiệu bằng nhau. Hai gạch bằng nhau đây. Còn đây ký hiệu vuông góc. Khoảng cách thì phải vuông góc bằng nhau, ký hiệu bằng nhau vào. Cách 1 là dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Cách 2 là dựa vào tính chất của ánh tạo bởi gương phản. Rồi ta qua bài. Quan trọng là các em nghe cho hiểu. Các em chép được thì tốt, không chép được thì thôi. Tiết bài tập thì mục đích là thầy chữa bài để các em hiểu. Còn thời gian thì chép, mà không còn thì thôi nghe. Rồi một bạn đọc cho thầy cái bài số 2. Mời bạn Hoài An. Cho một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng, biết đầu A và đầu B cách gương lần lượt là 3cm và 5cm. Rồi. Câu A là hãy vẽ ảnh A phẩy B phẩy tạo bởi gương. Các em vẽ được không? Thì đây họ cho mình điểm A chưa? Vậy khoảng cách từ A đến gương sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh A phẩy. Vậy xác định được ảnh A phẩy đây. Tương tự khoảng cách từ B đến gương sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh B phẩy đây. Và nối A phẩy B phẩy thì ta được ảnh của AB. A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Bài này là dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Thầy gợi ý lại này. Khoảng cách từ vật từ A đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh A phẩy. Ta xác định A phẩy. Khoảng cách từ B từ vật đến gương sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh B phẩy, ta xác định được B phẩy. Và nối A phẩy B phẩy thì ta được A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Rồi, ta làm câu A đi. Rồi thầy chữa câu A cho em xem nha. Giờ có A rồi thì ta vẽ A phẩy bằng cách là khoảng cách từ A vật đến gương. Từ A đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh A phẩy. Thì ta dễ dàng xác định được ảnh A phẩy. Tương tự khoảng cách từ B đến gương sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh B phẩy. Khoảng cách thì phải vuông góc nha. Rồi ta xác định ảnh A phẩy. Xác định được ảnh B phẩy. Ta nối A phẩy B phẩy. Nối A phẩy B phẩy thì ta được A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Các em nhớ ký hiệu vuông góc và ký hiệu bằng nhau nghe. Ai mà thiếu ký hiệu vuông góc, thiếu ký hiệu bằng nhau là bị mất điểm đó. Vuông góc bằng nhau. Rồi có em nó hỏi gì không? Thầy ơi. Ơi hỏi đi. Mẹ em hết pin rồi. Xong chịu sạc đi mà giờ hết pin. Bây giờ hết pin thì buộc phải nghỉ học thôi.
vừa sạc vừa học là nguy hiểm, là nổ là nguy hiểm đấy. Cho nên đã sạc là không học nữa nghe. Mai một thầy đưa lên YouTube chủ nhật, tuần sau á mở lên YouTube mà học lại nghe. Thầy lưu ý là để học á là các em phải sạc pin từ đêm trước và sạc đầy nghe, để học không hết pin giữa chừng. Còn hết pin nửa chừng thì sạc lại là không học được đâu, nguy hiểm. Còn giờ mình muốn tìm khoảng cách A phẩy phải không? Tìm A phẩy thì A phẩy thì bằng A hạt cộng hạt A phẩy bằng đoạn này 3 thì đoạn này cũng là 3 bằng 6. Còn B B phẩy thì bằng BK cộng KB phẩy, mà đề bài cho BK đoạn này là bằng 5 thì đoạn KB phẩy này cũng bằng 5, cộng lại bằng 10. Rồi giờ một bạn đọc thay bài số 3. Em mời bạn An Huy đọc cái bài số 3. Vật sáng AB có dạng mũi tên mặt thẳng, đứng trước một gương phẳng, cho ảnh A phẩy B phẩy nằm ngang, tìm vị trí mặt gương. À thầy quay lại cho này tí nghe, thầy lưu ý ở đây nè. Các em lưu ý chỗ này, thầy lưu ý cho các em phải quên đấy. A phẩy B phẩy là ảnh tạo một gương phẳng, là ảnh ảo. Mà ảnh ảo thì phải vẽ bằng nét đứt, phải vẽ bằng nét đứt. Cho nên ai mà vẽ bằng nét liền là sai nha mà em. Lưu ý vậy nha. A phẩy B phẩy là ảnh tạo một gương phẳng, là ảnh ảo. Ảnh ảo thì các em phải vẽ bằng nét đứt. Em nào vẽ bằng nét liền là sai đó. Rồi ta làm bài số 3 đi. Cho AB là vật sáng có dạng mũi tên đặt được một gương phẳng, cho ảnh A phẩy B phẩy nằm ngang, tìm vị trí đặt gương. Bài này thì cho ảnh A phẩy B phẩy và tìm ngược lại xem gương đặt ở vị trí nào. Bài này ta dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh. Khoảng cách từ vật này đến gương này bằng từ gương ảnh này. Cho nên điểm tới ở đây sẽ là trung điểm của A phẩy. Tương tự bên này, khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh. Thì điểm tới bên này sẽ là trung điểm của BB phẩy. Ta từ lấy nhà ta làm thử đi nghe. Làm thử đi để biết.
Rồi ta nhìn đây. Vậy thì ta nối A phẩy A được chưa? Vậy thì ta học rồi. Theo tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng thì khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh. Vậy gương nằm vì gương có phải đi qua trung điểm của A phẩy không? Gương nó bắt buộc phải đi qua trung điểm A phẩy vì khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh. Vậy tất nhiên là gương sẽ cái điểm tới của gương sẽ nằm ngay trung điểm à, vậy đây là cái điểm tới, chính là vị trí gương đi qua. Tương tự bên này, đây là điểm tới H. Ta nối B phẩy B thì tương tự khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng từ gương đến ảnh. Khoảng cách từ vật đến gương này sẽ bằng từ gương đến ảnh này. À, cho nên là cái điểm tới thứ hai là trung điểm của B B phẩy à, thì đây là điểm tới thứ hai. Vậy thì vị trí gương ở chỗ nào thì ta nối đây. Thì đây chính là vị trí đặt gương. Rồi ta ký hiệu bằng nhau. Ký hiệu bằng nhau vào, ký hiệu vuông góc vào. Em thấy không, ảnh ảo thì bao giờ người ta cũng vẽ bằng nét đứt. Ai mà vẽ bằng nét liền là sai đó. Rồi ta chữa bài vào đi. Em nào chỗ nào chưa hiểu thì hỏi nha. Thầy mời một bàn phát biểu lại tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng này. Thầy một mời một bàn phát biểu lại tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Phát biểu tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Thầy mời bạn Trung Kiên. Phát biểu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Trung Kiên đâu? Thầy, bạn Kiên bảo là bạn Kiên bị ra bay ra rồi thầy. À, được rồi. Rồi thì tiết học này á, thì lưu ý nè. Thầy nhắc tuần này sẽ kiểm tra một bài 15 phút nha. Em làm các bài tập vận dụng, làm lại các bài tập vận dụng trong sách giáo khoa và làm bài tập trong sách bài tập và chuẩn bị tuần này sẽ kiểm tra 15 phút. Thầy đã cho kiểm tra 15 phút này vào ngày thứ bảy. Vào ngày thứ bảy. Trên tem đúng không thầy? Hả? Làm ở trên tem đúng không thầy? Ờ, sẽ kiểm tra 15 phút ở trên Microsoft Teams. Và mấy giờ thì ra thầy? Cái gì? Mấy giờ thì thầy bài kiểm tra này nó ra vậy thầy? Tí em hỏi sau để thầy nói đã. Tí nữa em nào muốn hỏi thì đưa tay nha. Em nào muốn hỏi gì đưa tay lên chứ không tự ý đã hỏi. Thì thầy nói xong rồi em nào hỏi gì thì hỏi, đưa tay lên hỏi. Thì ta sẽ kiểm tra 15 phút vật lý bài vào sáng thứ bảy. Thì một nếu thầy sẽ xin cô chủ nhiệm có thể sinh hoạt là đến 15 một tiết sinh hoạt là 30 phút thì có thể thầy xin 15 phút sau của tiết sinh hoạt. Cụ thể là cái tiết sinh hoạt đó là 9:40 đến 10:10. Nhưng mà nếu được thì thầy xin là 15 phút sau của tiết sinh hoạt, tức là sẽ từ 9:55 đến 10:10. Thì thầy sẽ điền cô chủ nhiệm thầy xin cái đã. Nhưng mà khả năng là kiểm tra chắc cụ là sáng thứ bảy rồi đó.
Còn thời gian thì thầy có thể nhắc lại sau, nhưng mà khả năng là kiểm tra 15 phút sau của tiết sinh hoạt. Như vậy. Và hình thức kiểm tra là kiểm tra trên Microsoft Teams. Và thầy lưu ý này, khi làm bài kiểm tra là thầy cho thời hạn là các em phải nộp kịp thời nghe. Em nào mà không nộp kịp thời mà nộp trễ giờ là cái mạng nó sẽ khóa. Nó khóa là các em không làm được đâu, không có gửi bài được đâu. Ví dụ thầy cho là 10 giờ 10 và thời hạn 9 giờ 55 đến 10 giờ 10 thì các em phải nộp bài trước 10 giờ 10. Còn để sau 10 giờ 10 là các em nộp gửi bài. Gửi bài là hệ thống sẽ không nhận bài đâu. Cho nên lưu ý như vậy. Và thầy lưu ý là khi nộp bài đó thì các em phải có nhiều bạn là không lắng nghe thầy nói. Rồi mai một bắt đầu là không biết làm không được. Bạn Quốc Khánh đó. Nên lưu ý. Ví dụ thầy cho 10 câu trắc nghiệm. Ví dụ nghe. 10 câu trắc nghiệm. Thì các em phải làm đủ 10 câu thì các em gửi bài mới được. Còn nếu các em làm chỉ 8 câu thôi thì các em gửi bài sẽ gửi bài thì không gửi ở đâu. Mục đích thầy làm như vậy làm gì? Để nhiều em làm không sót bài. Ví dụ 10 câu mà làm có 8 câu sót 2 câu gửi mà hệ thống nó chấp nhận thì vô tình ta mất điểm 2 câu bị sót. Cho nên thầy sẽ cài cái chế độ là em phải chọn hết đủ 10 câu thì mới gửi được. Vậy thì có một số em nói như vậy, dạ em làm được có 7 câu thôi, còn 3 câu em không làm được, em không làm ra. Vậy thì 3 câu còn lại nếu ta không làm ra, không suy nghĩ được thì các em sẽ chọn bất kỳ đáp án nào, phải không? Chúng ta chọn là hên xui đó. Ta chọn như vậy á thì hên xui nhiều khi ta sẽ có điểm, nó trúng một câu đúng thì ta vẫn có điểm đúng chưa? Thì mục đích là giúp các em có điểm, được chưa? Cho nên các em phải